Lê Minh xin được trân trọng chào đón tất cả quý vị và các bạn đã có mặt trong chương trình phân tích bình luận ngày hôm nay của chúng tôi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với nhau trong một chủ đề liên quan đến châu Á-Thái Bình Dương và đặc biệt là liên quan đến quan hệ giữa Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc. Đây là ba nước có quan hệ cũng khá là duyên nợ trong lịch sử với nhau. Ví dụ như là một cái câu chuyện đó là Việt Nam chúng ta thì tiếp nhận Phật giáo thông qua con đường cả Ấn Độ lẫn là Trung Quốc. Đó. Trong lịch sử, trong tôn giáo thì ba cái dân tộc Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam này có một cái mối quan hệ cũng khá là nhiều cái sợi dây móc nối với nhau. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta không bàn về tôn giáo hay lịch sử mà chúng ta bàn về một cái khía cạnh đó là quốc phòng. Trong thời gian qua, trong vài năm trở lại đây thì người ta nhận thấy rằng là có một cái xu hướng đó là Việt Nam và Ấn Độ đã xích lại gần nhau hơn để mà chống lại cái ảnh hưởng ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực. Chúng ta sẽ bàn đến câu chuyện đó trong ngày hôm nay. Thì thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Ấn Độ đã thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2006 và đó là cái mối quan hệ cao nhất trong các cái thang quan hệ của Việt Nam với các nước. Từ năm 2016 là hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện rồi. Giờ là đã được 8 năm rồi. Và kể từ đó đến nay thì đôi bên cũng đã liên tục có những hoạt động hợp tác và nó chủ yếu là diễn ra trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Về kinh tế thì đôi bên nói chung là hợp tác nó không sâu rộng lắm. Mà chủ yếu về an ninh quốc phòng thôi. Và trong mối kỷ nguyên là thế giới chứng kiến nhiều cái cuộc xung đột và mâu thuẫn như là lúc này. Thì sự hợp tác đó giữa Ấn Độ và Việt Nam nó đã trở thành một cái trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Ví dụ như là tháng 6 năm 2022 Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Lúc đó là Janath Singh Đã bắt đầu một cái chuyến công du tại Việt Nam Với Trung Quốc trong tầm ngắm Và khi đó thì ông ấy có hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Và đôi bên đã có một cái tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng song phương của lúc đó tầm nhìn là cho đến năm 2030, cho nên lúc này chúng ta bàn về đó lúc này nó cũng không hề là uh, không có tính thời sự đâu. Hà Nội và New Delhi đã ký kết những cái văn kiện hợp tác cả một cái thỏa thuận ghi nhớ về hỗ trợ hậu cần quân sự nữa. Và nó là một bước tiến lớn trong quan hệ quốc phòng và quan hệ chiến lược giữa hai bên. Và nhất là nó diễn ra trong cái bối cảnh là Việt Nam và Ấn Độ đều quan ngại trước việc là Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra hung hăng tại vùng biển Đông nói riêng và Ấn Độ Thái Bình Dương nói chung. Sự uh, bắt tay giữa Việt Nam và Ấn Độ là cái chuyện mà tất lẽ dĩ ngộ thôi. <laughs> Giống như là Việt Nam thì trong những năm gần đây, Ấn Độ họ đang gặp phải những cái thách thức ngày càng lớn hơn từ cái người hàng xóm khá là manh động của mình đó là Trung Quốc. Năm 2020 thì cuộc đụng độ đẫm máu nó diễn ra ở cái giải biên giới Trung Ấn và khu vực đó là cái khu vực mà cả đối bên vẫn còn tranh chấp khiến cả Trung Quốc và Ấn Độ lúc đó là bắt đầu ngờ vực lẫn nhau. Lúc đó thì Ấn Độ mới nhận ra một cái điều đó là thật sự rất khó để mà chung sống hòa bình với một cái quốc gia mà như là Trung Quốc mà không thủ sẵn một cái quân bài răn đe trong tay. Và sau cái năm 2020 đó thì chúng ta thấy là Ấn Độ họ đã xúc tiến nhanh những cái hoạt động của bộ tứ Mỹ, Nhật, Ấn Úc. Cái bộ tứ mà trước đó Ấn Độ dường như là họ cũng không tham gia nhiệt tình lắm. Nhưng sau năm 2020 có cái vụ đụng độ tại biên giới với lại Trung Quốc mà khiến cả quân nhân Trung Quốc lẫn Ấn Độ thiệt mạng đó. Thì Ấn Độ họ mới xúc tiến tham gia nhiều hơn với cái bộ tứ. Đồng thời là họ cũng mở rộng quan hệ với các nước Đông Nam Á bởi vì đông nam á là khu vực chiến lược mà nằm giữa uh, trung quốc và ấn độ không phải ngẫu nhiên mà quý vị thấy cái vùng đông, á, đông nam á này còn được biết đến với cái tên là bán đảo trung ấn indochina bán đảo trung ấn có nghĩa là cái bán đảo nằm giữa trung quốc và ấn độ và trong lịch sử nó chính là cái vùng đệm quan trọng giữa trung quốc và ấn độ và nó cũng là cái vùng mà ảnh hưởng cả của trung quốc lẫn độ ở rìa phía tây các nước như là myanmar chẳng hạn Thái Lan chẳng hạn thì ảnh hưởng của Ấn Độ nhiều trong lịch sử. Còn ở phía đông, ví dụ như Việt Nam thì lại ảnh hưởng của Trung Quốc nhiều. Cho nên cái bán đảo Trung Ấn này nó sẽ là chiến trường chính giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Thậm chí là trong những cái thập kỷ tới nữa. À, có một cái điều đó là Việt Nam sẽ là một cái đối tác mà không thể bỏ qua nếu như là các nước họ muốn mở cái chiếc khóa đi vào Đông Nam Á. Với cái đường bờ biển dài hơn 3.000 km, cái vị trí cửa ngõ chiến lược và lại nằm trên cái tuyến đường huyết mạch gần eo biển Malacca. À Việt Nam có những cảng nước sâu rất thuận lợi cho việc neo đậu những cái chiến hạm hạng, hạng nặng, ví dụ như là cảng Cam Ranh chẳng hạn. Và chính Ấn Độ cũng đã nhiều lần mà đưa tàu chiến vào cảng Cam Ranh. Và đó chính là cái lợi thế quá lớn mà bất kỳ một quốc gia nào cũng muốn là hưởng lợi chung. Và Ấn Độ thì họ không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ. Lần đầu tiên, thì Ấn Độ đã tặng một cái tàu hộ vệ tên lửa lớp Kukri cho Việt Nam. Còn tàu INS Kipin cũng đã được sử dụng trong Hải quân Ấn Độ từ năm 91 và xuất phát đến Việt Nam từ ngày 30 tháng 6 năm 2023. Và cái thông tin mà Ấn Độ bàn giao cho Việt Nam cái tàu hộ vệ tên lửa INS Kipan này đấy do chính Ấn Độ mà sản xuất chế tạo. Nó đã được thông báo một cách rộng rãi và Ấn Độ nói rằng cái việc chuyển giao cái tàu Kipan này nó phản ánh cái cam kết của Ấn Độ trong việc là trợ giúp các đối tác cùng quan điểm để mà tăng cường năng lực quốc phòng của mình. Các chuyên gia thì họ đánh giá là cái tàu Kipan mà Ấn Độ trao tặng tuy nó không giúp gia tăng đáng kể sức mạnh quốc phòng của Việt Nam nhưng lại giúp New Delhi thiết lập quan hệ quốc phòng mới với cả Hà Nội và nó cũng tạo nên cái cơ hội mới cho việc bảo dưỡng, cung cấp tàu rồi là huấn luyện đội ngũ vận hành trong những năm tiếp theo. À, cái cầu tàu Kipan này thì uh, tóm lại là nó một cái tàu hộ vệ tên lửa cũng không quá lớn đâu nhưng nó thể hiện rằng là Ấn Độ và Việt Nam sẵn sàng là đứng cạnh nhau trong mấy cuộc chiến mà chiến lược với Bắc Kinh, thưa quý vị. Cả Việt Nam lẫn Ấn Độ, họ đều đề cao nền tự trị mang tính chiến lược của mình. Và điều đó đã khiến hai nước trở thành những cái đối tác tự nhiên trong một cái môi trường chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược. Ấn Độ và Việt Nam cũng đã tăng cường mối quan hệ trong những năm gần đây, tập trung đặc biệt về quốc phòng, trước cái sự quan ngại về một cái nước Trung Quốc ngày càng có thái độ quyết đoán hơn trên biển Đông. Và biển Đông cũng là một cái vùng biển mà Ấn Độ không thể bỏ qua. Thứ nhất là nó nằm gần Ấn Độ, thứ hai là nó cũng nằm trong một cái tuyến đường vận tải huyết mạch trong khu vực và nó ở giữa khu vực ấn độ dương thái bình dương biển đông cũng là một cái vùng biển mà ấn độ không thể bỏ qua nói thật sự là như vậy họ không dễ bỏ qua khu vực này và nếu bỏ qua thì thực sự là ấn độ lại sai lầm khi mà bỏ qua cái biển đông à, tưởng rằng là ấn độ không giáp biển đông thế nhưng mà biển đông lại có ý nghĩa quan trọng chiến lược với ấn độ bởi vì nó là nằm giữa khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Trong khi Ấn Độ cũng đang thúc đẩy một cái khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Cho nên biển Đông nó lại trở thành một cái vùng biển chiến lược của họ. Trong quá khứ thì Ấn Độ cũng đã thử những cái tàu nhỏ hơn và thiết bị quân sự đến những cái quốc gia mà họ muốn gây ảnh hưởng như là Maldives, Mauritius và thậm chí là gửi cả tàu ngầm cho cả Myanmar nữa. Đây là những quốc gia mà Trung Quốc cũng đang tranh chấp với Ấn Độ. Nhà nghiên cứu Biển Đông là ông Đinh Kim Phúc đã đánh giá rằng là ngoài các tàu tuần duyên mà đã loại biên mà Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam trong thời gian qua hay là các cái tàu hộ vệ tên lửa Kipan mà Ấn Độ đã trao tặng và bàn giao cho Việt Nam thì ông ấy nói là tôi thấy là Việt Nam rất cần các tàu chiến cỡ lớn, máy bay săn ngầm và các loại tên lửa đất đối hải, đất đối không tầm bắn khoảng trên dưới 100 km để mà ứng phó với cái tình hình biển Đông đang ngày càng nóng hổi như thế này khu vực biển Đông sang đến năm 2024 này chúng ta thấy rằng là nó nóng với cái việc là Philippines và Trung Quốc có những cái tranh chấp ở cái khu vực mà bãi cỏ Mây và đó cũng là khu vực mà Việt Nam đang lên tiếng quan ngại. Cho nên là việc hợp tác với Ấn Độ lúc này nó còn mang ý nghĩa thời sự nữa. Cái tàu Kipan này nếu được bảo dưỡng tốt thì vẫn có thể phục vụ cho hải quân Việt Nam nhiều năm nữa. Nó hoạt động từ năm 91, có nghĩa là bây giờ nó được 33 năm rồi, nhưng nó vẫn còn trẻ hơn nhiều so với các cái tàu hộ vệ khác của Việt Nam. Có một số tàu đã từ 50 đến 60 tuổi rồi. Có nghĩa là từ những năm 70 đến giờ. Việt Nam hiện tại cũng có nhiều tên lửa chống hạm do Nga chế tạo. Thậm chí có cái loại P800 Onyx cũng khá là nổi tiếng và họ uh, liên xô ngày xưa rồi là nga bây giờ ấy, thì họ cũng đang uh, gặp khó khăn ở trên chiến trường ukraine cho nên là những cái tên lửa và những cái vũ khí này có thể là họ cũng không đáp ứng được đó cho nên là họ cũng 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 khó để viện trợ hoặc là um, trang bị hoặc là bán cho việt nam cho nên ấn độ sẽ là một cái nguồn cung khá là hấp dẫn à, khi mà Ấn Độ có thể bán cho Việt Nam từ 3 đến 5 cái tổ hợp Brahmos siêu thanh và trị giá cái thỏa thuận là lên tới 600 triệu đô. Brahmos nó là một cái loại tên lửa cũng rất là ghê gớm do chính Ấn Độ sản xuất. Và thậm chí là gần đây Philippines cũng đã nói rằng họ sẽ mua những cái tên lửa Brahmos này để mà có thể là bảo vệ được chủ quyền của mình ở trên biển Đông trước cái sự xâm lấn là ngày càng trắng trợn của Trung Quốc. Tên lửa siêu thanh Brahmos nó có thể là một cái tên lửa mà mang theo rất nhiều kỳ vọng. Do Ấn Độ và cả Nga cùng hợp tác sản xuất ở Việt Nam đang muốn, muốn mua cái loại tên lửa Brahmos này thưa quý vị. Và Ấn Độ thì được cho là sẵn sàng bán cho Việt Nam các cái tổ hợp Brahmos chống hạm của mình. Đây là tên lửa hành trình chống hạm do nga và ấn độ đồng sản xuất. Và New Delhi đã tích cực giới thiệu các loại vũ khí này trong các cuộc chiến lãm quốc phòng quốc tế. Và thời gian tới chúng ta cũng sẽ không quá ngạc nhiên nếu như ấn độ gửi thêm tàu chiến cho việt nam. Hai quốc gia có cùng chung một đối thủ chung là trung quốc và New Delhi thì đặc biệt muốn nâng cao hơn nữa quan hệ ngoại giao với hà nội. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng đã tới thăm Ấn Độ và lúc đó hai nước đã ra thông cáo chung nhấn mạnh là Ấn Độ và Việt Nam sẽ chia sẻ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ quốc phòng song phương tạo thành một trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác này. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tới Ấn Độ cách đây chưa lâu nó là cái dịp để tăng cường quan hệ quân sự an ninh hàng hải và hợp tác công nghệ quốc phòng với lại Ấn Độ điều này nó cũng diễn ra trong bối cảnh là Việt Nam đang cố gắng đa dạng hóa cái nguồn cung quốc phòng của mình. Nga xưa nay vẫn là cái quốc gia mà cung cấp vũ khí chủ yếu cho Việt Nam, à, nhưng chiến tranh Ukraine đã khiến Nga không thể sản xuất nhiều vũ khí để mà xuất khẩu nữa, thậm chí họ còn phải ngừng các đơn hàng xuất khẩu để tập trung cho chiến trường. Và ở trên chiến trường thì một số loại vũ khí Nga nó cũng thể hiện những nhược điểm nhất định và điều đó khiến cho việt nam cũng muốn là đa dạng hóa để khỏi phụ thuộc vào cái nguồn cung vũ khí nga chưa kể là việc nga đang bị trừng phạt như vậy thì cái việc mua vũ khí nga nó cũng khá là mạo hiểm cho nên là việt nam đang tìm đến ấn độ này hàn quốc này séc này israel này như là những cái nguồn cung đa dạng vũ khí đặc biệt là trong bối cảnh mà tranh chấp trên biển đông nó ngày càng nóng lên thì việc mà đa dạng hóa cái nguồn vũ khí đó nó cũng là một bước đi đúng đắn thôi, tôi nghĩ là như vậy. Không nên phụ thuộc quá vào một cái bên nào. Trước đây là khoảng 80 đến 90% vũ khí Việt Nam là nhập khẩu từ Nga. Có giai đoạn cao điểm là gần 90%. Nhưng bây giờ từ sau đại dịch đến giờ là Việt Nam cũng đã giảm mua vũ khí của Nga rất nhiều rồi, chuyển sang mua vũ khí của các cái nước như tôi vừa kể đó, một số nước châu Âu rồi Hàn Quốc, Israel, Ấn Độ và thậm chí là Mỹ nữa tới đây. F16 của Mỹ được cho là cũng đang có cái kế hoạch là bán cho Việt Nam rồi. Đặc biệt cái cạnh tranh địa chính trị ở khu vực biển Đông thì nó đòi hỏi có một cái đội quân uh, hải quân nó phải tốt. Và hải quân Việt Nam thì thật sự mà nói là về số lượng cũng như là về chất lượng thì chưa thể so sánh được với hải quân Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc họ hạ thủy các cái tàu ngầm rồi các cái tàu chiến hàng loạt và thậm chí là họ còn có cái lực lượng dân quân biển cũng rất là đắc dụng trong những cái tranh chấp trên biển Đông. Vì vậy, so với hải quân Trung Quốc thì hải quân Việt Nam có thể nói rằng là sức lực kém hơn. Cho nên cái việc hiện đại hóa hải quân cũng là một trong những ưu tiên của Việt Nam. Và Ấn Độ cũng là một đối tác không thể tốt hơn vào lúc này để mà Việt Nam có thể là hiện đại hóa hải quân. Các cái tàu chiến của Ấn Độ thì họ cũng có những cái ưu điểm rất là lớn. Giá thành rẻ rồi là cái kỹ năng chiến thuật cũng rất là tốt. Và đặc biệt là Ấn Độ lại còn đóng được cả tàu sân bay rồi và thậm chí là họ còn nắm giữ cái vũ khí hạt nhân trong tay nữa. Nhìn trên bản đồ chúng ta thấy là Việt Nam và Ấn Độ cách nhau cũng không quá xa đâu. Cái miền Đông Bắc của Ấn Độ, cái bang phía Đông Bắc của Ấn Độ này là giáp với Myanmar và sang một nước khác nữa là Trung Quốc rồi là đến Việt Nam thôi. Có nghĩa là Việt Nam chỉ cách Ấn Độ có hai quốc gia đó là Trung Quốc và Myanmar thôi. Và nếu theo đi theo đường gọi là thẳng cánh cò bay thì tôi đoán rằng là cái khoảng cách nó rơi vào tầm 6 700 km thôi, không phải quá xa. Về lý thuyết thì có thể nói rằng là Ấn Độ và Việt Nam là các cái quốc gia láng giềng trong khu vực Láng giềng Và hai nước thì cách nhau một cái vùng biển đó là cái khu vực Vịnh Bengal và Vịnh Thái Lan Cách nhau hai cái vịnh này thôi nếu đi đường bộ thì có lẽ sẽ khó khăn hơn bởi vì là phía bắc Việt Nam và phía đông bắc Ấn Độ này là núi non trùng điệp, nhưng đi đường thủy thì có lẽ cũng rất nhanh thôi. Ờ, chỉ cần là đi qua eo biển Malacca sang bên này là khu vực Andaman là quần đảo của Ấn Độ rồi. Đó. Còn nếu như là đi thẳng sang qua vịnh Thái Lan thì người ta đang còn định đào một cái kênh đào, gọi là kênh đào qua eo đất Kra tại Thái Lan này thì thậm chí con đường đi nó còn ngắn hơn. Nhìn trên bản đồ thì sẽ thấy là Việt Nam và Ấn Độ là nằm hai bên của Trung Quốc. Việt Nam ở phía Đông Nam Trung Quốc, còn Ấn Độ là ở phía Tây Nam. Cho nên cái sự bắt tay giữa Việt Nam và Ấn Độ nó mang lại cái nỗi lo cho Bắc Kinh. Đặc biệt là về lĩnh vực quân sự. Bởi vì Ấn Độ cũng không phải là một cái tay chơi dễ chịu với Trung Quốc. À, trong chiến tranh biên giới Trung Quốc-Ấn Độ những năm 60 thì Ấn Độ đã từng thua Trung Quốc trong cái trận chiến chớp nhoáng. Thế nhưng mà đó là cái lúc mà quân đội Ấn Độ họ chưa có được cái sự hiện đại hóa và cũng chưa có đủ quyết tâm cũng như là bị bất ngờ. Bây giờ mà đánh nhau lại lần nữa thì chưa biết là mèo nào cắn mỉu nào. Quý vị hãy nhìn lại những căng thẳng ở cái biên giới Himalaya giữa Ấn Độ và Trung Quốc thì thấy Ấn Độ cũng không vừa, họ cũng không chịu nhường Trung Quốc chút nào đâu. Cho nên là cái sự bắt tay giữa Ấn Độ và Việt Nam, tôi nghĩ rằng nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng khá là đáng chú ý với nhà cầm quyền Bắc Kinh. Đặc biệt là cả Ấn Độ và Việt Nam thì đều đang có những cái tranh chấp lãnh thổ với lại Trung Quốc và một sự bắt tay của hai kẻ thù. Như vậy nó sẽ làm một cái thảm họa với Trung Quốc. Theo cái nguyên lý đó là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Thì tôi nghĩ rằng là Ấn Độ, Việt Nam là những nước mà có tiềm lực yếu hơn Trung Quốc có thể là sẽ bắt tay lại với nhau và như vậy cái sự bắt tay này nó sẽ khiến cho cái cân bằng địa chính trị trong khu vực nó cũng sẽ được đảm bảo hơn. Quý vị hình dung ạ. Trong cái địa chính trị, trong cái khoa học về địa chính trị đó, sự cân bằng nó sẽ đảm bảo là không có chiến tranh xảy ra. Sự cân bằng thì nó sẽ đến từ cái việc là các quốc gia sẽ có những cái mũi nhọn, các cái sở trường của mình để mà răn đe các cái quốc gia khác. Ví dụ người ta cũng hay nói đến sự cân bằng về hạt nhân chẳng hạn. Đó là việc Nga và Mỹ hoàn toàn có thể hủy diệt lẫn nhau trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Cho nên là vì cái sự mà có thể là hủy diệt lẫn nhau như vậy cho nên là họ phải cực kỳ kiềm chế để không gây chiến với nhau người ta gọi đó là sự cân bằng chiến lược và ở khu vực mà đông á và đông nam á này thì sự cân bằng chiến lược chính là việc mà không thể để cho trung quốc quá lấn lướt các quốc gia khác và các quốc gia khác cần phải bắt tay với nhau ví dụ như nhật bản hàn quốc họ cũng đang bắt tay rất là nhiều với các nước đông nam á rồi úc cũng bắt tay với đông nam á ấn cũng bắt tay với đông nam á mục đích của họ là tạo ra cái sự cân bằng địa chính trị Trong những năm qua thì Ấn Độ cũng đã liên tục mở rộng cái quan hệ quốc phòng với Việt Nam với những cái hiệp định chia sẻ hậu cần quân sự được ký kết vào năm 2022 để mà tăng cường khả năng và cái sự tương tác cũng như là liên kết. Và cái việc mà Ấn Độ tặng cho Việt Nam những cái tàu hộ tống hạng nhẹ thì nó cũng mang những cái ý nghĩa rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho Việt Nam trong tương lai là có thêm những cái lực lượng đối trọng với các cái tàu hải cảnh lớn mà trang bị vũ khí của Trung Quốc. Đó là cái điều mà Việt Nam cũng đang rất là chú trọng. Và có thể coi cái việc mà hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ nó là cái gai đâm vào mắt Trung Quốc hay là cây gậy thọc vào bánh xe trong cái công cuộc mà độc chiếm biển Đông của Bắc Kinh. và Việt Nam và Ấn Độ đã ký kết với nhau những cái thỏa thuận về hậu cần. Và đây là cái điều mà quân đội Việt Nam mong đợi một khi chiến tranh nổ ra. Ít nhất là Việt Nam sẽ có nguồn cung dồi dào ngoài nguồn cung là Nga và các nước Đông Âu thuộc khối Liên Xô cũ mà một số lớn là bây giờ đã ngả theo Trung Quốc với cái mồi câu về mặt kinh tế. Giữa Trung Quốc Ấn Độ thì thường xuyên có cái căng thẳng biên giới như chúng ta biết rồi. Nay nếu Ấn Độ có thêm một cái đồng minh có cùng tầm nhìn là Việt Nam để ngăn cản sự phát triển hung hăng của Trung Quốc thì qua đó Việt Nam cũng đã gián tiếp đến gần hơn với Mỹ và các đồng minh đối tác của Mỹ. Và đó là một bước đi chiến lược khá khôn khéo của cả hai nước. Thưa quý vị. Việt Nam đang có mối quan hệ rất tốt với cả bộ tứ Mỹ, Nhật, Ấn, Úc. Tất cả bộ tứ đều là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam rồi. Là cái mối quan hệ cao nhất rồi. quan hệ với Ấn Độ nó cũng đang ấm dần theo thời gian cả về kinh tế lẫn quốc phòng. Nhất là sau khi mà Việt Nam mua một loạt các máy bay Su-30 MK2 là phiên bản mà do Ấn Độ cải tiến thay vì chọn phiên bản 100% do Nga sản xuất. Không quân Việt Nam đã sở hữu 36 chiếc Su-30 MK và MK2 biên chế thành 3 trung đoàn và bố trí tại những vị trí trọng yếu để mà bảo vệ vùng trời và vùng biển. Như vậy là cái sự hợp tác về an ninh giữa Việt Nam và Ấn Độ nó sẽ thúc đẩy việc Ấn Độ trở thành nhà cung cấp vũ khí mới cho Việt Nam. Theo một cái đánh giá về an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 của Viện IES thì hiện Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ buôn bán vũ khí mạnh nhất với Nga trong khu vực này. Các quốc gia khác như Trung Quốc, Indo, Malay, Myanmar cũng là khách hàng mua vũ khí quân sự từ Moscow. Nhưng mà trong khoảng thời gian 5 năm cho đến năm 2021 thì số lượng vũ khí mà Việt Nam mua từ Nga đã giảm tới 2/3. Nguyên nhân là một phần do cái sự phô diễn kém của Nga tại Ukraine và các lệnh trừng phạt quốc tế khiến các nhà sản xuất của Nga khó mua phụ tùng sản xuất. Tất nhiên Việt Nam vẫn đang mua khá nhiều vũ khí từ Nga, ví dụ như là đã thỏa thuận mua 12 chiếc máy bay Su-57. Cái loại máy bay cũng rất là tân tiến. rồi một số vũ khí khác như là các cái chiến hạm tên lửa diệt hạm vân vân. Và sau khoảng hơn 2 năm sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ thì Việt Nam dường như là đã tăng tốc đa dạng hóa kho vũ khí của mình. Ngoài việc là mua vũ khí từ Mỹ, Israel, Hà Lan, Hàn Quốc thì Ấn Độ và các nước Đông Âu cũng đang được xem là những cái đối tác mà thay thế cho cái việc là Việt Nam mua vũ khí của Nga trong những năm gần đây. Cộng hòa Séc cũng đang đàm phán với Việt Nam để mua thêm mua bán các vũ khí quân sự, máy bay radar, nâng cấp các xe bọc thép rồi súng ống. Séc cũng là một cái đối tác rất quan trọng về vũ khí quân sự họ có các cái công ty sản xuất vũ khí quân sự thành thạo trong việc mà tân trang thiết bị của Nga và họ thường sản xuất các thiết bị mới tương thích với kho vũ khí thời Xô Viết. Và nó là một cái nước mà có thể là cung cấp vũ khí tốt cho Việt Nam được. Và trong cái việc mà phòng ngự, chủ yếu cái chính sách quốc phòng của Việt Nam sẽ là phòng ngự. Phòng ngự trước những cái đợt mà tấn công có thể xảy ra của Trung Quốc thì cũng không cần mua những cái vũ khí mà quá đắt tiền và chủ động tấn công để gây chiến tranh những loại vũ khí phòng ngự mà phi đối xứng thì cũng là rất tốt rồi tất nhiên cái việc mà thay đổi vũ khí mua từ anh bạn lâu năm là bạn hàng nga lâu năm để mà sao mới đến nguồn cung vũ khí giá rẻ, ổn định khác, đó là vấn đề nhiều thách thức. Nhưng mà Ấn Độ cũng đang vươn mình trở thành một cái uh, tay chơi mà có thể cung cấp vũ khí cho Việt Nam. Và cái điều quan trọng đó là Việt Nam có mối quan hệ hữu hảo với tất cả các quốc gia mà đang bán vũ khí lớn ở trên toàn cầu. Với cái chính sách ngoại giao mà Việt Nam muốn làm bạn với tất cả đó. Thì dù là Israel, Séc, Hàn Quốc hay Ấn Độ, dù là mỗi quốc gia thì đều có những cái đặc điểm riêng. Nhưng mà Việt Nam vẫn đang có mối quan hệ hữu hảo với tất cả. Và việc đặt mua vũ khí rồi phát triển quan hệ quân sự quốc phòng nó cũng không phải là quá khó khăn. Gần đây lại có thêm Nhật nữa, Úc nữa. Với cái việc là Trung Quốc đang đe dọa mở rộng năng lực quân sự ngày càng lớn và họ thậm chí còn đang muốn xoán ngôi quân đội Mỹ trong tương lai thì cái việc mà Việt Nam đầu tư và chọn thêm những cái quân bài an toàn cho mình là cái điều mà có lẽ là không còn bàn cãi gì nữa. Và Ấn Độ hiện nay họ đang tận, tận dụng cái cơ hội này trở thành một cái nhà cung cấp mới trên thị trường vũ khí quốc tế. Và đó cũng là một cái ưu tiên của chính phủ của ông Modi. Gần đây thì Ấn Độ đã có sự thành công trong lĩnh vực marketing khi mà bán các cái tổ hợp tên lửa đối hạm Brahmos cho những khách hàng ở Đông Nam Á. Một cái điểm nữa đó là vũ khí mà tự sản xuất của ấn độ đó thường thì họ cũng sao chép thiết kế của nga hoặc là dựa rất nhiều vào hệ thống phụ trợ của nga như là máy móc radar hay là những loại vũ khí tên lửa do vậy là vũ khí ấn độ có thể tích hợp tốt vào cái hệ thống chiến đấu hiện tại của việt nam và thậm chí là còn có mức giá rẻ hơn cả nga nữa cơ trong khi đó thì Ấn Độ cũng đang triển khai các cái dự án thăm dò dầu khí trong vùng biển của Việt Nam cũng là một cái trụ cột hợp tác nữa của đối bên hợp tác an ninh hàng hải giữa Việt Nam và Ấn Độ nó sẽ còn phát triển mạnh trong những năm tới và nó hướng đến việc bảo vệ lợi ích chung của hai nước và cái mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam Ấn Độ cũng đã thu hút cái sự quan tâm của giới quan sát quốc tế từ lâu khi mà việc này nó liên quan đến mối quan hệ Việt Nam Nga Trung Quốc Mỹ cái tên lửa Brahmos là cái tên lửa mà Ấn Độ đã hướng tới thị trường đó là Việt Nam và nó là cái loại tên lửa hành trình siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình có thể phóng từ tàu tàu ngầm máy bay hay là các trạm phóng lưu động trên mặt đất nó rất là cơ động và nó sẽ hữu hiệu cho việc phòng thủ bờ biển như với là Việt Nam hay là Indonesia trước một cái cuộc xâm lược từ bờ biển còn đối với Việt Nam thì nhiều chuyên gia nhận định là Ấn Độ là một cái quốc gia trung lập đáng tin cậy là một cái người bạn tốt vì nhiều lý do dễ hiểu như là cả hai nước đều không lệ thuộc vào một trong hai cái khối đó là tư bản hoặc là xã hội chủ nghĩa. Và cái lợi lớn nhất cho Việt Nam là theo là cái việc phát triển hợp tác kinh tế quốc phòng như thế với Ấn Độ và các đối tác bè bạn thì Việt Nam sẽ bớt bị Trung Quốc chèn ép chèn ép về nhiều mặt. Và cái việc mà quan hệ tốt với Ấn Độ nó cũng sẽ giúp cho Việt Nam tiếp thu được nhiều cái kinh nghiệm quý báu trên cái con đường mà dần dần đi đến độc lập về vũ khí quốc phòng. À, với cái chiến lược rất là quyết đoán của mình hiện nay trên biển Đông thì Trung Quốc đang khiến nhiều nước nhỏ hơn trong vùng quan ngại và tìm cách đẩy mạnh cái trang bị quốc phòng. Việt Nam và ASEAN buộc phải trang bị cho quân đội những cái phương tiện răn đe hoặc là phòng thủ trong trường hợp vùng biển của mình bị xâm lấn ngang ngược như những gì mà Trung Quốc đang và sẽ làm người ta ngày xưa người ta hay nói cái câu chuyện đó là cư an tư nguy có nghĩa là trong khi yên ổn là phải nghĩ đến lúc nguy cấp hay là nói một cái câu nữa là muốn có được hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh và cái điều này là rất đúng với các nước ở asean không chỉ riêng việt nam đâu đó là câu chuyện mà muôn thủa rồi đúng không ạ mà nhất là trong lịch sử việt nam không ít lần phải đối mặt với những cuộc xâm lược à, từ phương Bắc. Những cái cuộc xâm lược trong lịch sử từ phương Bắc à, những cái lần như là ba lần quân Nguyên Mông xâm lược thì các cái uh, bậc tiên hiền của dân tộc cũng đã thấm nhuần cái triết lý mà cư an tư nguy này rồi. Trong lúc hòa bình phải luôn luôn nghĩ đến chiến tranh thì mới an toàn được. Và cái quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam nó sẽ tạo ra một cái thế cân bằng nữa trong khu vực. Chưa kể là Ấn Độ dạo này thì họ cũng đang ăn miếng trả miếng với cả Trung Quốc nữa. Đầu tháng 3 năm 2024 thì họ cũng đã khánh thành một cái căn cứ mới là ở trên đảo Midikoi, căn cứ tên là Zatayu. Tuy nó là một cái bước đi nhỏ nhưng mà nó lại giúp củng cố tuyến phòng thủ chiến lược của Ấn trước một cái Trung Quốc ngày càng là hung hăng hơn. Ấn Độ cũng đang cố gắng là tạo ra những cái nước mà kiểu như là ảnh hưởng xung quanh Trung Quốc, tạo ra những cái nước mà thân thiện với mình để mà bùa vây Trung Quốc. Bối cảnh các cái diễn biến xung đột vẫn đang phức tạp tại biển đỏ, nó cũng đã tạo thời cơ để Trung Quốc triển khai cái chiến lược mà hai đại dương của họ để mà họ muốn trở thành một cái thế lực chủ chốt đảm bảo an ninh cho cái tuyến đường từ vịnh Aden đến vịnh Oman và nó sát với khu vực sân nhà của Ấn Độ. Tuy nhiên thì Ấn Độ cũng đã quan sát rất kỹ lưỡng và đã kịp thời triển khai các biện pháp đối trọng để đối phó với chiến lược của Trung Quốc và chủ động mở rộng cái thế trận xâm lấn ngược sang các khu vực hàng hải thuộc về sân nhà của Trung Quốc như là Biển Đông. Hiện tại thì Ấn Độ ở sân nhà họ cũng đang gặp rất nhiều cái nguy hiểm khi mà Trung Quốc họ cũng đang mua chuộc những quốc gia xung quanh Ấn Độ như là Maldives hay là Sri Lanka. Thậm chí là Maldives cũng đã ấn định cái việc mà buộc 89 nhân viên thuộc các lực lượng Ấn Độ đang triển khai tại nước này phải rút đi đó rồi họ cho phép cái tàu khảo sát hướng dương hồng ba của trung quốc cập cảng ở cái thủ đô của mình và làm ấm cái quan hệ giữa trung quốc và maniver mà maniver lại là một cái nơi mà rất chiến lược với ấn độ nằm trên cái tuyến đường huyết mạch của ấn độ đi sang phía trung đông từ cái quan hệ với Maniver thì Trung Quốc cũng đã lập tức mở rộng hợp tác quốc phòng với lại Sri Lanka và Nepal những cái quốc gia láng giềng trọng yếu ở nam á với ấn độ thậm chí bhutan nữa và đó là cái việc mà họ đánh vào cái sân nhà của ấn độ quý vị hình dung không ạ và ấn độ đáp trả bằng việc là đánh vào sân nhà của trung quốc tương tự như những gì mà trung quốc đã làm với ấn độ cho nên có thể nói rằng là cái việc mà ấn độ có thể hợp tác với việt nam cũng là cái điều mà Tương tự những gì mà Trung Quốc đã làm Đó là tạo ra những cái vùng đệm Chiến lược Ở cái khu vực sân nhà của đối thủ nó là hoàn toàn là cái câu chuyện dễ hiểu thôi Vùng Nam Á này Thì quý vị để ý là Trung Quốc đang muốn bao vây Ấn Độ Bởi cái việc là phía Tây Bắc Là Pakistan này Đất nước này Là cái đất nước mà đang có tranh chấp Và thậm chí là còn sở hữu Vũ khí nguyên tử nữa cơ Ấn Độ và Pakistan cũng đã đánh nhau nhiều lần trong lịch sử rồi. Thứ hai là Nepal và Bhutan là những quốc gia nhược tiểu ở khu vực này, nằm dưới dãy Himalaya thôi, nhưng lại có cái vai trò là vùng đệm chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Tiếp theo là một quốc gia đó là Bangladesh, cũng là cái nước mà cũng rất quan trọng, nằm ở bên nách Ấn Độ. Xuống dưới này nữa thì Maldives nằm phía tây nam Ấn Độ và Sri Lanka nằm rất sát với vùng lục địa Ấn Độ này. Trung Quốc đang bùa vây. Ấn Độ Thậm chí một quốc gia khác cũng đang rơi vào vòng tay của Trung Quốc đó là Myanmar Cho nên nhìn trên bản đồ địa chính trị khu vực Thì sẽ thấy rằng là Ấn Độ đang bị bùa vây bởi các đồng minh của Trung Quốc Cho nên là Ấn Độ cũng đang cố gắng làm nào đó để mà thoát ra khỏi được cái vòng vây đó. Và họ cũng sẵn sàng ăn miếng trả miếng với lại là Trung Quốc. Một trong những điều đó là việc mà hợp tác Việt Nam. Chúng ta sẽ có thời gian để mà bàn thêm về cái câu chuyện này trong tương lai. Còn bây giờ thì cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hãy để lại bình luận của mình thật nhiều ở bên dưới để giúp chúng tôi làm sáng tỏ thêm vấn đề. Xin chào và hẹn gặp lại.